Ok thì xin chào anh em nha. Cũng lâu lâu lắm luôn rồi mình mới bắt đầu quay video lại, tại vì trong thời gian qua thì gia đình mình có chuyển nhà và nó không có tiện cho việc quay video lắm. Thì bây giờ mình đã dọn vào nhà mới và ở ổn định hơn thì mình sẽ bắt đầu quay video lại cho anh em xem. Thì nãy giờ đây là cái kệ trong phòng bếp mới của mình. Thì khi mà qua nhà mới mình có hẳn một căn phòng rất là rộng để mà nuôi bếp. Thì mình đang trong quá trình mà dựng kệ và cho bếp lên chuồng đây. Thì ở đây mình để tạm, ở đây là bồn ngựa, đây là gián, phía dưới đây là nhện tarantula. Ở trên đây là vật dụng mình nuôi kiến. Ở bên đây thì có một cái tăng mình có làm và up hình lên trên page trên Facebook của mình. Thì nếu như bạn nào mà có theo dõi thì sẽ biết cái page đó. Thì hiện tại mình đã đồng bộ tên của page chung với lại kênh YouTube là Làm Exotic Room. Trong thời gian qua mình có sưu tầm thêm một số loại pet để quay cho anh em xem, nhưng mà do một số trục trặc cho nên là mình không có thể quay được. Thì nhân dịp bây giờ mình đã bắt đầu ổn định lại, mình sẽ bắt đầu quay lại cho anh em xem ha. Thì video này mình chỉ giới thiệu sơ qua một số thứ giống như vậy thôi. Ở đây thì mình nuôi đây là những cái hộp isopod mình chưa có cho lên kệ được, tại vì đang thiếu kệ, cũng chưa có dọn dẹp xong. Đây, quay sơ cho anh em coi những con isopod của mình. Đó, anh em thấy không? Được chưa, được chưa? Đó. Đây là một trong số những loài isopod mới của Việt Nam. Mình có lấy về với định nhân giống. Đó, đẹp chưa? Đây. Hình như là mình bắt đầu chơi isopod thì lúc đó là mình đã không có quay video YouTube nữa, cho nên là chắc cũng ít anh em biết. Đây thì trong mùa dịch mình có chuẩn bị dế để nuôi nhện với một số con khác. Thì trong những video tiếp theo mình sẽ cho anh em xem hiện tại mình đang nuôi những con gì và dự định mình sẽ lấy thêm những con gì về ha. Thì video hôm nay chỉ nói đến đây thôi, một video ngắn. Chào mừng sự trở lại của Lãm Exotic Room nha. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người ở video lần sau.